hôi nách là khoảng cách của tình yêu những người bị hôi nách thường có tâm lý tự ti xấu hổ khi nói chuyện hay đứng cạnh những người đồng nghiệp và người bạn của mình đặc biệt là mùa hè khí hậu nắng nóng thì hôi nách lại càng nặng mùi hơn mình là bác sĩ phương quý video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bốn phương pháp tự nhiên điều trị mùi hôi nách hiệu quả có thể thực hiện tại nhà và giá cực kỳ rẻ các bạn hãy đón xem video vào lúc 20 giờ tối mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần và đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ cho mình nhé. Trước hết, chúng ta cần biết rằng cơ thể con người có hai loại tuyến mồ hôi, đó là eccrine và apocrine. Green. Eccrine green là tuyến có kích thước nhỏ, phân bố đều khắp trên bề mặt da và tuyến này chỉ tiết ra một hỗn hợp gồm nước và muối và có tác dụng là làm mát cơ thể khi chúng ta bị tăng thân nhiệt. Còn Evergreen có kích thước lớn hơn nhưng lại ít hơn, chỉ xuất hiện ở một số vùng da nhất định như là nách, rốn, cơ quan sinh dục. Và Evergreen chính là thủ phạm gây nên mùi hôi cơ thể. Bởi vì thành phần mà Evergreen tạo ra bao gồm protein, chất béo và steroid là một thực phẩm hảo hạng dành cho vi khuẩn. Vi khuẩn sau khi liên hoan thì sẽ chuyển hóa và đào thải các chất có mùi tùy loại vi khuẩn khác nhau thì sẽ sinh ra những mùi khác nhau bởi vì hệ vi khuẩn trên da mỗi người là độc nhất nên mùi cơ thể của chúng ta là hoàn toàn khác nhau và bây giờ chúng ta đi vào phương pháp thứ nhất luôn nhé đây là công thức trị hô nách khá là mạnh đó chính là sự kết hợp giữa gừng và chanh Trong của gừng có chứa chất sinium có tác dụng diệt khuẩn khử mùi loại bỏ vi khuẩn trên da và ngăn ngừa mồ hôi hiệu quả các axit trong chanh có tác dụng loại bỏ tế bào chết, ngăn ngừa tiết mồ hôi và tiêu diệt những vi khuẩn gây mùi khó chịu. Bên cạnh đó, sự kết hợp hoàn hảo giữa gừng và chanh sẽ giúp bạn loại bỏ những sắc tố gây thâm sàm, mang đến cho bạn một làn da dưới cánh tay trắng sáng và mịn màng. Và cách làm như sau, các bạn hãy lấy một củ gừng tươi, gọt sạch vỏ, xay nhuyễn và chắc lấy nước, pha với nước cốt chanh theo tỷ lệ là 1:1. Sau khi làm sạch vùng da dưới cánh tay, các bạn hãy bôi hỗn hợp này lên vùng nách, massage nhẹ nhàng và đợi khoảng từ 15 đến 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch nhé. Các bạn nên sử dụng hỗn hợp này từ 2 cho đến 3 lần một tuần để cho kết quả rõ rệt nhất nhé. Và phương pháp thứ hai cũng là phương pháp cực kỳ hiệu quả, đó chính là sử dụng lá chầu không. Các nghiên cứu cho thấy lá chầu không có chứa một hàm lượng lớn phenol, đây là chất có khả năng tiêu viêm, kháng khuẩn loại bỏ bã nhờn và khử mùi hôi khó chịu. Bên cạnh đó, lá trầu còn chứa rất nhiều khoáng chất, tinh dầu, vitamin C giúp cho làn da dưới cánh tay khô thoáng và săn chắc hơn. Đặc biệt, thành phần vitamin C còn giúp da trắng sáng, mịn màng và che khít lỗ chân lông. Và cách thực hiện như sau, các bạn hãy lấy một nắm lá trầu, đem đi rửa sạch rồi vò nát, sau khi tắm sạch sẽ vào một buổi tối, các bạn hãy lấy nắm lá chầu đã vò này thoa lên vùng nách trong vòng 5 phút rồi rửa lại bằng nước nhé. Để sớm có hiệu quả chữa hôi nách, các bạn nên thực hiện phương pháp này vào mỗi ngày. Và phương pháp thứ ba đó chính là sử dụng phèn chua. Có thể là có nhiều bạn chưa biết thì phèn chua có tác dụng ngăn ngừa mùi cơ thể rất tốt bởi vì trong phèn chua có chứa nhôm sunfat có khả năng sát trùng, giảm ngứa và khử mùi hôi cơ thể cực kỳ hiệu quả. Các ion trong phèn chua khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt tại nách sẽ giúp ngăn chặn sự kết tủa, từ đó giúp cho mùi hôi nách ít tiết ra hơn và đỡ tạo mùi hôi hơn. Và cách thực hiện như sau, phèn chua khi các bạn mua thường sẽ là một khối to, vì thế các bạn hãy đập nhỏ nó ra, sau đó rang lên cho đến khi nó khô lại phèn chua sau khi rang lên các bạn hãy đem đi xay nhuyễn hoặc tán nhỏ rồi đựng vào trong hộp kín mỗi ngày sau khi tán xong các bạn hãy lau khô vùng da dưới cánh tay sau đó lấy bột phèn chua đã rang này xoa đều lên vùng nách cho đến khi tan ra và hãy sử dụng phương pháp này hàng ngày để cho kết quả tốt nhất nhé phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp quan trọng nhất các bạn phải kết hợp phương pháp này với một trong 3 phương pháp đã kể trên đó chính là thay đổi thói quen sống Như mình đã nói ở trên Thì nguyên nhân gây nên mùi hô nách Đó chính là do vi khuẩn tiếp xúc với những thành phần mà tuyến upper cream tiết ra Vì vậy các bạn hãy tắm rửa thường xuyên Để hạn chế sự hình thành của vi khuẩn Chứ thường có mà ngày tắm, ngày không Thì cả cơ thể bạn cũng chua lè huống chi là cái nách Thứ hai là các bạn nên để cho vùng nách được thông thoáng các bạn nên chọn những loại trang phục vừa vặn với cơ thể và có chất liệu thấm hút mồ hôi tốt nên tránh những loại trang phục quá chật và có chất liệu thấm mồ hôi kém như là ni lông thứ ba là hãy hạn chế các loại thực phẩm có tính chất kích thích mùi mạnh như là tỏi quế sầu riêng vân vân và hãy nói không với bia rượu và thuốc lá nhé và điều cuối cùng cũng là điều rất quan trọng Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ bác sĩ Quý nhé Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video Và đừng quên đón xem các video tiếp theo vào lúc 20 giờ tối mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần Và xin hãy nhấn vào nút đăng ký kênh youtube của mình để ủng hộ cho mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn